Nêm thêm đường vào khẩu phần ăn là thói quen của nhiều người, tuy nhiên, việc tiêu thụ một lượng đường lớn lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Béo phì, tiểu đường hay ung thư, do đó, để hạn chế sử dụng một lượng đường lớn mỗi ngày, bạn có thể thay thế chúng bằng một số nguyên liệu làm ngọt tự nhiên sau đây. Một đường cỏ ngọt, đường cỏ ngọt là loại đường được chiết xuất từ lá của cây cỏ ngọt stevia. Được sản xuất và chế biến dưới dạng tinh thể, có vị ngọt đậm đà gấp 12 lần so với đường kính thông thường vì thế đảm bảo được khẩu vị và cảm quan của những người ăn kiêng tạo cảm giác như vị ngọt của đường thông thường loại đường này rất dễ sử dụng phù hợp với việc thay thế đường kính trong việc nấu ăn ở nhiệt độ cao đặc biệt đường cỏ ngọt hoàn toàn không chứa calorie không có cắp như đường kính tác dụng này rất có lợi cho người bệnh tiểu đường giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt hạn chế được việc ăn uống đồ có đường khác từ đó góp phần giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn 2. Mật ong. Mật ong là một chất lỏng đặc quánh, vàng và được sản xuất bởi ong mật. Mật ong có chứa một lượng vitamin và khoáng chất nhất định. Cũng như rất nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, các axit phenolic và flavonoid trong mật ong chịu trách nhiệm cho hoạt động chống oxy hóa của sản phẩm này. Đây là các chất có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, viêm, bệnh tim mạch và ung thư. 3. Mật dừa, là sản phẩm tự nhiên 100% trích ra từ cuống dừa nước chứa nhiều axit amin tốt cho đường ruột thuộc tính chống tiểu đường cao tương đương với thuốc tổng hợp thuốc Acarbo dùng cho người tiểu đường trước khi ăn. Thích hợp dùng làm chất tạo ngọt thay thế cho người bị tiểu đường tiết 2, ngăn ngừa thừa cân. Béo phì bởi vì có chỉ số đường huyết ở mức trung bình là 50 trừ 60 phần 100 so với đường tinh luyện. Bên cạnh đó, mật dừa còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe cao tương đương như vitamin C. 4. Đường trà là, đường trà là có thể sử dụng thay thế cho đường nâu, vị ngọt của đường trà là không gắt như đường tinh luyện mà còn chứa nhiều vitamin B6. Sắt và magie đường trà là có hàm lượng chất xơ cao hơn nhiều chất ngọt khác nhưng điều này ngăn cản nó hòa tan tốt. Bạn có thể tận dụng đặc điểm này để thêm đường trà là vào các món ăn có độ giòn như bánh quy. Bột yến mạch và granola, 5. Siro củ dền loại siro này không phổ biến lắm nhưng bạn có thể làm rất đơn giản bằng cách xay nhuyễn đun chín và lọc lấy phần nước là có thể sử dụng thay thế đường tinh luyện thông thường. Siro củ dền chứa khoảng 60% đường và nhiều khoáng chất như magie, sắt, sáu, hạt hổ. Hạt hổ tiger nát còn được gọi là hạt chufa hoặc hạnh nhân đất chứa một lượng lớn chất xơ, Ít calo và chất béo, ngoài ra, nó còn có rất nhiều axit béo omega 6 và omega 9 tốt cho tim mạch. Loại hạt này có vị ngọt giống vani và chứa 10% đường, chất béo và protein, chất xơ trong vỏ của chúng. Khi dùng để chế biến thức ăn, nước uống, bạn không chỉ có thể giảm dùng đường mà nó còn giúp tạo cảm giác no lâu.